Người tìm xác, tác giả Lạc Lâm Lang, diễn đọc Thùy Uyên. Chương 559. Không ngờ tên này lại giả vờ ngốc, nói mình cũng không rõ lắm. Tôi bèn tỏ vẻ khó hiểu, nói: "Không thể nào, bạn tôi bảo là đã tìm được người làm lễ kết hôn âm ở đây mà. Cô bé kia tên là gì tôi không biết, chỉ nhớ hình như cha cô ta tên là cái gì Sinh ấy nhỉ?" Tên Lưu Tam Tử nghe tôi nói thế thì chớp mắt, hình như đang thầm tính toán cái gì đó. Tôi lại bồi thêm: "Không biết thì thôi, để tôi đi hỏi người khác, có tiền mà không kiếm thì là đồ ngốc à." Nói rồi tôi giả vờ muốn đi, nhưng bị Lưu Tam Tử ngăn lại. "Chờ một chút, anh định bỏ ra bao nhiêu tiền?" Tôi biết tên này đã mắc câu nên mỉm cười, duỗi hai ngón tay ra với hắn. "Từng này, 20 vạn. Tôi gật đầu, sau đó nói nhỏ với hắn: "Sau khi xong chuyện thì thanh toán bằng tiền mặt luôn. Chúng tôi cũng là cò mồi ở giữa thôi. Cậu cứ giúp chúng tôi liên hệ với cái ông Lý Sinh gì đó đi. Bên người mua trước đó của tôi muốn ngày sinh tháng đẻ của thi thể nữ kia. Phải là thật luôn đấy. Đừng có mang thông tin giả đi lừa chúng tôi. Ở bên cạnh tôi có cao nhân đấy." Lưu Tam Tử là tên thấy tiền sáng mắt. Hắn lập tức cười nói: "Yên tâm, cái này dễ xử lý thôi. Anh cho tôi số điện thoại, đợi tôi hỏi xong sẽ liên hệ với các anh." Tôi hơi suy nghĩ rồi nói: "Cậu cũng đừng hỏi ông ta mà hẹn ra luôn cho tôi đi. Chuyển lời qua lại dễ sai thông tin lắm. Làm không tốt người ta cũng không cho tôi tiền đâu." "Vậy tôi..." Lưu Tam Tử đưa tay lên làm động tác ra giá một số tiền. Tôi cười nói với hắn: "Yên tâm, chỉ cần cậu mang được người đến thì tôi còn có thể thiếu phần của cậu được sao?" Tôi đoán cái tên Lưu Tam Tử này cũng chẳng có khả năng tìm được xác chết nữ nào đâu. Hắn cũng chỉ đứng trung gian bán ít tin tức, kiếm chút tiền mà thôi. Vì thế mà lúc trước hắn mới phải tìm đến Lý Thụ Sinh. Đúng như tôi nghĩ, đến chiều, Lưu Tam Tử gọi cho tôi, hẹn chúng tôi đến nhà Lý Thụ Sinh để nói chuyện. Dựa theo địa chỉ Lưu Tam Tử cho, chúng tôi đón xe đi vào nhà của Lý Thụ Sinh. Taxi vừa rẽ vào giao lộ của con ngõ nhỏ thì tôi bảo tài xế dừng lại. Chú Lê thấy thế thì hỏi tôi làm sao vậy. Chờ sau khi xuống xe tôi mới nói cho chú ấy biết. "Không cần ngồi xe vào đâu, cháu biết quãng đường còn lại đi như thế nào." Con đường nhỏ này ở trong trí nhớ của Lý Bình Bình đã từng đi qua rất nhiều lần. Mỗi ngày cô bé đều đi chơi loanh quanh gần đây, bởi vì cô bé không thích về nhà. Trong trí nhớ của cô bé, cái nhà kia không tốt đẹp chút nào. Lúc này tôi nghĩ đến một vấn đề, tôi thì thầm hỏi nhỏ chú Lê: "Chú bảo cháu hỏi ngày sinh tháng đẻ của Lý Bình Bình làm gì ạ?" Chú Lê cười thần bí, nói: "Để gọi hồn." Tôi chợt hiểu ra. "Chú định..." Lúc này chú Lê nhìn thấy phía trước có người đang đi tới, nên ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi lập tức ngậm miệng lại. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy người đến là Lưu Tam Tử. Chắc hắn ra ngoài này để đón chúng tôi. "Ba vị đến nhanh vậy. Người mà mọi người muốn hẹn gặp đang ở trong sân này. Vậy tôi..." Mặt Lưu Tam Tử hiện rõ sự tham tiền. Tôi khinh bỉ nhìn hắn một cái, sau đó rút từ trong ví ra 10 tờ 100 đồng đưa cho hắn. Tên này nhận tiền, đếm xong rồi nói: "Đủ rồi, vậy tôi đi trước đây." Tôi thoáng liếc qua chú Lê, chú Lê gật đầu ra hiệu để hắn đi đi. Thế là tôi phất tay với Lưu Tam Tử và nói: "Được rồi, vậy cậu đi trước đi, nếu lại có chuyện gì tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu." Nhìn theo bóng lưng Lưu Tam Tử hấp tấp đi khỏi, ba chúng tôi mới từ từ tiến vào sân nhà của Lý Thụ Sinh. Ông ta đang ở trong chờ chúng tôi. Thấy chúng tôi vào thì cười nói:
Trời lạnh, có chuyện gì cứ vào nhà đã rồi nói sau. Đi vào trong, tôi thấy ngay căn nhà Lý Bình Bình sống từ nhỏ đến lớn trong trí nhớ của cô ấy. Nó vừa rách nát, vừa đơn sơ, không có thứ đồ dùng nào tốt cả. Hình như Lý Thụ Sinh cũng chẳng mấy quan tâm đến căn nhà rách nát này của mình. Ông ta chỉ vào một cái ghế sofa bẩn thỉu và nói: "Trong nhà bừa bộn quá, mọi người đừng chê nhé, cứ ngồi tự nhiên đi." "Ông Lý đây chỉ sống một mình thôi à? Trong nhà không còn ai khác à?" Chú Lê hỏi thăm dò. Sắc mặt Lý Thụ Sinh hơi biến đổi, nhưng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Ông ta nói: "Yên tâm, trong nhà chỉ có mình tôi thôi. Trước tôi cũng có một đứa con gái. Tiếc là số mệnh không tốt nên từ nhỏ đã bị bệnh. Nó mới bị bệnh chết cách đây không lâu." Tôi không nghe ra được chút cảm xúc bi thương nào trong lời nói của ông ta cả. Nhưng có một chuyện mà tôi nghĩ mãi không ra. Nếu ông ta đã kiếm được 10 vạn kia rồi, thì vì sao trong nhà ông ta vẫn còn nghèo đến mức như vậy? Chú Lê gật đầu. "Vậy là tốt rồi. Dù sao chuyện làm ăn chúng ta sắp nói cũng không thể để cho ai biết được. Phải rồi, trước khi tới đây, người mua cũ nhờ chúng tôi hỏi anh xem ngày sinh tháng đẻ của thi thể nữ kia là gì. Phải báo đúng đấy nhé." Lý Thụ Sinh suy nghĩ. "Cái này dễ thôi, ông chờ chút." Nói rồi, ông ta quay lại tìm trong ngăn kéo ở sau lưng một lúc, mới moi ra được một quyển vở rách nát. Ông ta xé đại một trang giấy rồi viết lên đó hai hàng chữ. Ông ta đưa tờ giấy cho chú Lê. "Ông đem cái này về cho bọn họ đi. Tuyệt đối là chuẩn. Cứ nói là tôi tặng miễn phí. Nếu lần sau còn có chuyện như thế này nữa thì có thể tới tìm tôi." Chú Lê nhận tờ giấy và xem qua. Đúng là ngày sinh tháng đẻ của Lý Bình Bình thật. Dựa vào nét mặt của chú Lê, tôi có thể thấy được, e là tay Lý Thụ Sinh này phải xui xẻo rồi. Nhưng Lý Thụ Sinh chẳng phát hiện ra điều đó. Ông ta còn cười hỏi chú Lê: "Lưu Tam Tử nói với tôi là các người còn đang muốn tìm một thi thể nữ khác để làm lễ kết hôn âm." Chú Lê lắc đầu. "Lần này chúng tôi không cần tìm thi thể nữ, mà là thi thể nam." "À, cái này cũng không dễ tìm lắm, giá cả chắc phải cao hơn nhiều đấy." Lý Thụ Sinh nói. Chú Lê nói: "Giá cả không thành vấn đề, chỉ cần anh có thể tìm được là được. Nhưng bây giờ còn có một vấn đề." Lý Thụ Sinh hơi biến sắc. "Vấn đề gì?" "Cô bé muốn làm kết hôn âm của chúng tôi vẫn còn sống, nhưng cũng chẳng sống được mấy ngày nữa. Cho nên bên khách hàng muốn chúng tôi tới bên này tìm hiểu trước. Họ muốn tìm một đứa trẻ nam có tình huống tương tự như vậy. Đến lúc đó, hai đứa bé chỉ cần vừa chết thì sẽ làm lễ kết hôn âm luôn." Chú Lê nói xạo rất trơn tru. Lý Thụ Sinh giật mình, nói: "Không phải chứ, thế này không dễ tìm đâu." Sắc mặt chú Lê trầm xuống. "Nếu dễ tìm thì đã không đến lượt anh. Chúng tôi cứ bảo Lưu Tam Tử là được rồi. Tóm lại, anh cứ lưu ý trước như vậy đi. Sau đó chờ tin của chúng tôi ở bên này. Chết muộn 1-2 ngày không sao cả. Không được thì bên chúng tôi có thể đợi, nhưng không thể đi sớm hơn bên nhà gái được." Lý Thụ Sinh nghi ngờ hỏi: "Sao lại cần phải thế?" Chú Lê đáp: "Anh không cần quan tâm đến làm gì. Là do thầy phong thủy ở bên kia nhắn như vậy." Thật ra tôi biết vì sao chú Lê lại nói như vậy. Bởi vì lòng dạ của gã này quá đen. Nếu không nói như vậy, nhỡ đâu ông ta lại giết người cho có hàng thì sao? Thế chẳng phải chúng tôi đã gây ra sai lầm lớn à? Chương 560. Rời khỏi nhà Lý Thụ Sinh, chúng tôi đi tìm một quán trọ nhỏ ở gần đấy để ở, chuẩn bị đến tối cùng chú Lê đi xem chuyện hay. Chú Lê nói với chúng tôi rằng
Thực chất, nếu muốn để oán khí trong lòng Lý Bình Bình được giải trừ toàn bộ, thì chỉ có thể để cô bé ấy trở về nhà báo thù. Làm như thế, cô bé sẽ không còn đến nhà họ Kiều quậy phá nữa. Buổi tối, vừa ra khỏi quán trọ, tôi đã cảm thấy ngay gió lạnh quất vào quần áo trên người mình. Xem ra muốn đi hóng chuyện cũng chẳng vui vẻ như tôi nghĩ. Giờ này ở thị trấn đã không còn ai đi ngoài đường. Khi chúng tôi tới ngoài sân nhà Lý Thụ Sinh, nhìn thấy bên trong nhà vẫn sáng đèn. Như vậy chứng tỏ trong nhà có người, mà người này chỉ có thể là Lý Thụ Sinh. Chú Lê lấy từ trong người ra một lá bùa màu vàng, mà trước khi rời khỏi nhà trọ, chú ấy đã dùng bút chu sa viết lên đó ngày sinh tháng đẻ của Lý Bình Bình. Tôi thấy chú ấy bấm quyết, khẽ ngâm mấy câu chú. Sau đó, tấm bùa vàng trong tay chú ấy bốc lên một ngọn lửa màu xanh thẫm, rồi bị đốt hết tại chỗ. Trong nháy mắt, gió lạnh nổi lên từ xung quanh khiến lông tơ cả người tôi đều dựng lên hết cả. Sau đó, có một bóng trắng chập chờn trôi từ đằng xa tới. Khi cái bóng trắng kia bay tới trước cửa sân nhà Lý Thụ Sinh, còn vô tình hay cố ý nhìn sang chúng tôi. Khi tôi nhìn thấy rõ người bên trong bóng trắng là ai, tim khẽ đập nhanh vì hồi hộp. Đúng là hồn phách của Lý Bình Bình đã đến thật rồi. Chú Lê nhìn vẻ mặt quái dị của tôi thì xoay người sang hỏi. Cháu trông thấy à? Tôi hơi do dự mà gật đầu. Lúc trước cháu không thể nhìn thấy những thứ này, nhưng không hiểu sao dạo gần đây lại có thể nhìn thấy. Sắc mặt chú Lê hơi thay đổi, chú nói. Việc này trở về rồi nói sau. Chú quay sang nói với cái bóng của Lý Bình Bình. Đi thôi, tự kết liễu oán hận chất chứa trong lòng cô đi. Có một số việc người khác không thể giúp cô được. Ông ấy vừa dứt lời, cái bóng trắng kia đã bay vào trong sân. Tôi hơi run rẩy hỏi. Chúng ta cứ chờ ở bên ngoài này à? Chú Lê mỉm cười, sau đó cho Đinh Nhất một cái nháy mắt. Tên này thấy thế thì phi người nhảy vào trong sân một cách gọn gàng, sau đó mở cổng cho chúng tôi. Khi ba người chúng tôi đi đến trước cửa sổ căn nhà của Lý Thụ Sinh, tôi nhìn thấy ông ta đang đứng một mình trước cái bàn, tự rót một cốc nước uống, không hề ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Lúc này, hình bóng của Lý Bình Bình đã xuất hiện ở trong phòng. Cô bé nhìn chòng chọc vào cha ruột của mình mà không nhúc nhích. Lý Thụ Sinh vừa uống nước vừa lầm bầm. Nếu có thêm đứa con gái nữa thì tốt rồi. Không ngờ 10 vạn này lại chẳng được bao nhiêu như vậy. Tôi hiểu ngay, thì ra ông ta đã tiêu xài hết 10 vạn kia rồi. Tôi thắc mắc. Cái gã Lý Thụ Sinh chân đất mắt tuyết này chẳng có thứ gì đáng giá trong nhà cả. Tuy nói 10 vạn ở thời đại này không phải là số tiền rất lớn, nhưng nó cũng không ít. Vì sao mới được vài ngày mà ông ta đã tiêu hết rồi? Chú Lê huých nhẹ vào người tôi, ra hiệu bảo chúng tôi đi vào nhà. Tôi vội hỏi khẽ. Đi vào ạ, nhỡ bị ông ta phát hiện thì sao? Chú Lê xua tay với tôi. Không sao đâu, tin chú, cứ đi vào đi, ngoài này lạnh quá. Khi ba người chúng tôi đẩy cửa đi vào, Lý Thụ Sinh ở bên bàn cơm vẫn không ngẩng đầu lên, còn lại nhải liên miên. Cái quái gì thế chứ, còn phải tìm được một đứa con trai chưa chết. Thứ này có phải là rau bán ngoài ruộng đâu, mà chờ lớn rồi hái một lần là được. Đúng là phiền phức. Nhưng đúng vào lúc này, Lý Thụ Sinh đột nhiên cảm giác người mình mát lạnh. Ông ta lập tức đứng dậy nhìn xung quanh, phát hiện cửa sổ đều đang được đóng chặt. Ông ta tiện tay ném vào lò thêm mấy khúc củi nữa, muốn cho căn phòng ấm áp thêm một ít. Nhưng kỳ lạ là lửa trong lò đã rất mạnh, nhưng Lý Thụ Sinh vẫn có cảm giác mình lạnh không chịu nổi. Thế là ông ta đi đến bên giường, kéo một cái chăn bông ra quấn vào người mình.
chiếc chăn bông kia chẳng phải là thứ đã được dùng để giết chết Lý Bình Bình sao? Thật không biết lão Lý Thụ Sinh này có phải bị thiểu năng hay không mà còn giữ lại nó. Nếu không phải lão ta nghèo đến phát điên, thì chính là lão chẳng hề quan tâm gì đến cái chết của Lý Bình Bình. Không biết hiện giờ Lý Bình Bình đứng nhìn xem lão cha không bằng súc sinh này của mình sẽ có cảm tưởng gì nhỉ? Nhưng vào lúc này, cái bóng của Lý Bình Bình vẫn luôn đứng ở trong góc nãy giờ lại đột nhiên từ từ đi tới trước mặt Lý Thụ Sinh và nói: Bố, con đói, có thể cho con ăn một miếng không? Lý Thụ Sinh nghe thế, chẳng nhấc đầu lên mà nói: Cút sang một bên đi, cái đồ lỗ vốn kia, kẻ ngay chỉ biết có ăn ăn thôi, chẳng được tích sự. Nói được nửa câu, ông ta bỗng ngây người ra, sau đó trợn mắt hoảng sợ nhìn Lý Bình Bình. Lý Thụ Sinh sửng sốt khoảng một phút, sau đó đưa tay lên tự tát mình một cái thật mạnh. Chắc là ông ta đang muốn xem có phải mình đang nằm mơ hay không. Nhưng sau khi tự tát xong, ông ta biết bây giờ mình đang rất tỉnh táo. Bố, con có thể ăn cơm không? Lý Bình Bình nói rất lạnh lùng. Lý Thụ Sinh bị dọa sợ chết khiếp, giọng ông ta run rẩy nói: À, ăn, ăn đi, cứ ăn, ăn tự nhiên. Tất nhiên Lý Bình Bình không hề khách sáo, cô bé ngồi xuống, sau đó dùng tay nắm thức ăn trên bàn mà nhét vào miệng. Trông cô bé ăn chẳng khác gì một con ma chết đói. Có lẽ lúc chết, Lý Bình Bình đang rỗng bụng, nên sau khi hóa thành lệ quỷ, thì thứ duy nhất trong ký ức của cô bé là muốn ăn cơm. Lý Thụ Sinh từ từ đứng lên, định nhân cơ hội này chạy ra ngoài cửa. Nhưng ba người chúng tôi đang đứng ở cửa ra vào, sao có thể để ông ta có cơ hội này được? Quả nhiên, Lý Thụ Sinh chưa chạy được hai bước thì đụng phải Đinh Nhất đứng ngay bên cạnh tôi. Nhưng ông ta lại giống như không nhìn thấy chúng tôi vậy. Ông ta bị dọa sợ đến mức quỳ trên mặt đất, giọng nói run lẩy bẩy. Bình Bình, con đừng trách bố, bố cũng không còn cách nào khác. Con cũng thấy nhà ta rất nghèo, chẳng có cái gì cả. Nhưng bây giờ con được gả cho thằng nhóc nhà giàu kia rồi, con qua đó sẽ được hưởng phúc mà. Tôi nghe mà phẫn nộ cùng cực. Trên đời sao lại có thứ cha như thế này? Hại chết con gái mình lại còn mặt dày, nói là để nó xuống dưới hưởng phúc. Nếu nhân vật chính bây giờ không phải là Lý Bình Bình, thì tôi đã đi lên đánh cho Lý Thụ Sinh một trận rồi. Tôi nhìn Lý Bình Bình, lúc còn sống, trí thông minh của cô bé này cũng không cao. Sau khi chết, chắc cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu đâu. Tôi nhớ chú Lê đã từng nói rằng nếu đời này là kẻ ngốc thì chứng tỏ lúc đầu thai ở kiếp trước hồn phách không được đầy đủ. Thế có nghĩa là dù Lý Bình Bình có đi đầu thai tiếp thì vẫn chỉ là kẻ ngốc mà thôi. Đứa ngốc mà hóa thành lệ quỷ thì chấp niệm càng sâu, tuyệt đối sẽ không buông tha cho Lý Thụ Sinh dễ dàng như vậy. Lúc này Lý Bình Bình ngây ngô cười nói với Lý Thụ Sinh: Bố, đến đây ăn cơm đi, sau này Bình Bình sẽ không rời khỏi bố nữa, bố yên tâm đi. Lý Thụ Sinh nghe thế thì hét lên thảm thiết, sau đó đũng quần ông ta âm ấm, ông ta sợ đến mức tè dầm ngay tại chỗ. Lý Bình Bình bỗng từ từ đến gần Lý Thụ Sinh, sau đó nhẹ nhàng ghé vào lưng ông ta, lạnh lùng nói: Bố à! Chúng ta mãi mãi cũng không rời xa nhau. Chương 561. Chú Lê liếc qua tôi và Đinh Nhất để ra hiệu. Sau đó chúng tôi xoay người rời khỏi căn nhà. Từ nay về sau, trong thị trấn nhỏ này sẽ có một người điên, cả ngày điên loạn chạy trên đường. Người có mắt nhìn đều tránh đi rất xa, vì tất cả đều nói rằng trên lưng ông ta đang cõng theo một con ma nữ. Chúng tôi giải quyết xong chuyện ở đây thì quay trở về Thái Nguyên.
Ở bên kia, ông Ba Kiều cũng đã đổi tên lại trên bia mộ. Sau khi biết được chuyện đổi tên, Ngô Hoài Nhân còn từng truy hỏi ông Ba Kiều tại sao lại phải đổi tên như vậy. Ông Ba Kiều nói qua loa, bảo mình cũng không rõ lắm, ông ta chỉ làm theo yêu cầu của Lê Đại Sư thôi. Lão già Ngô Hoài Nhân nghe thế thì nói với ông Ba Kiều rằng: Anh đừng quá tin tưởng vào vị Lê Đại Sư này, thật ra trong vùng chúng ta cũng có nhiều thầy phong thủy rất tốt, dù gì cũng là người địa phương nên biết rõ gốc rễ mọi gia đình, chắc chắn là tốt hơn nhiều so với người từ nơi khác tới. Ông Ba Kiều nghe thế cũng chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì khác. Nhưng trong lòng ông ta không còn tin tưởng Ngô Hoài Nhân như xưa nữa. Tuy ông ta chưa hoàn toàn tin chúng tôi, nhưng dù sao giữa chúng tôi và ông ta cũng không có quan hệ lợi ích trực tiếp nào cả. Nhưng giữa ông ta và người em trai này lại khác. Sau khi trở về, chúng tôi nói qua cho ông ta biết tình hình ở phía Thiểm Tây. Nói bây giờ Lý Bình Bình sẽ không quay trở lại gây sóng gió ở nhà họ Kiều nữa. Do đó, Hải Lam cũng coi như đã được an toàn rồi. Ông Ba Kiều nghe xong thì rất vui mừng, nhanh chóng viết cho chú Lê một tờ chi phiếu và nói đây là thù lao lần này của chúng tôi. Chú Lê nhìn con số trên đó, nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Tôi biết chắc chắn là con số khiến chú ấy rất hài lòng. Nhưng nói về mặt đạo đức, ông Ba Kiều đã trả tiền cho chúng tôi thì chúng tôi cũng nên nhắc nhở ông ta một số việc. Dù gì chú Lê vẫn còn muốn mai sau phát triển mối khách hàng lớn này. Thế là chú Lê chân thành nói cho ông ta biết trong chuyện Kiều Hiên nghiện ma túy rồi cuối cùng bị chính ma túy làm tự hại chết mình. Mặc dù một phần cũng do cậu ta nhát gan yếu đuối, nhưng phần lớn trách nhiệm vẫn là do có người dẫn đường dụ dỗ. Chú Lê không nói rõ người này là ai, nhưng với lòng dạ của ông Ba Kiều chẳng khó để đoán ra. Dù sao đây cũng là việc nhà của họ, chúng tôi không tiện nhúng tay vào. Nhắc nhở ông ta một chút cũng coi như hết tình hết nghĩa rồi. Còn về phần ông Ba Kiều nên xử lý như thế nào thì phải do chính ông ta tự quyết định. Ông Ba Kiều nghe xong thì sửng sốt. Cuối cùng ông ta vẫn nói lời cảm ơn với chúng tôi, còn nói ông ta đã biết phải làm gì tiếp theo. Chia tay với ông Ba Kiều xong, tôi vội lôi kéo chú Lê hỏi: Trên tờ chi phiếu kia viết bao nhiêu vậy ạ? Chú Lê trêu tôi. Ông ấy phất tờ chi phiếu qua trước mặt tôi một cái rồi nói: Nhìn thấy mấy con số chưa? Tôi cằn nhằn: Nhanh như vậy ai nhìn rõ được, chú mau để cháu xem đi. Nhưng khi hai người chúng tôi đang trêu đùa nhau thì đột nhiên bị một tiếng gõ cửa cắt ngang. Đinh Nhất mở cửa ra xem thì phát hiện ở trên mặt đất có một cái phong bì thư. Anh ta nhặt chiếc phong bì kia lên, sau đó vào phòng đóng cửa lại. Chú Lê nhận chiếc phong bì thư mở ra xem, bên trong có tờ giấy in một hàng chữ được đánh máy: Bớt lo chuyện của người khác đi, nếu không các người không rời được khỏi Sơn Tây đâu. Chú Lê đọc xong thì cười lạnh, sau đó đưa tờ giấy nhắn cho tôi. Tôi xem qua cũng thấy dở khóc dở cười. Đây là đang đe dọa chúng tôi đấy à? Đúng là ăn gan hùm mật báo rồi. Chú Lê liếc mắt qua chiếc đồng hồ: Thu dọn hành lý đi, bây giờ chúng ta ra sân bay. Tôi nghe thế thì nói: Chúng ta đâu cần sợ bọn chúng. Chú Lê cười: Đúng là chúng ta không sợ, nhưng không cần thiết tham gia vào chuyện đấu tranh giữa bọn họ. Nói cho ông Ba Kiều chuyện này đã là bán cho ông ta một ân tình lớn rồi. Chú tin chắc người đã từng lăn lộn nhiều năm trong giới thương trường như ông ta sẽ có khả năng xử lý tốt việc này. Chuyện chúng ta có thể làm bây giờ là mau chóng rút lui khỏi chiến trường. Tôi thầm nghĩ cũng đúng. Ông Ba Kiều đã trả đủ công, chúng tôi còn ở đây nữa thì quá không thức thời rồi. Nhưng nghĩ đến chuyện bây giờ phải ra sân bay, tôi cũng không biết có thể mua được vé máy bay ngay hay không. Chú Lê lại nói: Không sao, mỗi chuyến bay đều có người đến sát giờ mới hoàn vé,
nhất định chúng ta có thể đi được thôi. Chú ấy nói trúng phóc. Khi ba chúng tôi đến sân bay hỏi, thì ban đầu thật sự không còn vé. Nhưng khi chỉ còn nửa giờ trước khi máy bay cất cánh, đột nhiên có một đoàn khảo sát kinh doanh có việc nên muốn trả lại vé ngay. Thế là ba chúng tôi được một lần đi hạng thương gia, mà chỉ phải trả giá tiền của hạng phổ thông. Sau khi về đến nhà không bao lâu, chúng tôi nghe nói giới kinh doanh ở Sơn Tây xảy ra một chuyện lớn. Có một người gọi là Ngô Hoài Nhân, vì hối lộ quan lớn trong chính phủ mà nhận được một hạng mục cải tạo khu ổ chuột với giá rất thấp. Đáng tiếc, chẳng mấy chốc, vị quan lớn này bị tra xét. Ngô Hoài Nhân cũng bị liên lụy theo mà phải ngồi tù. Lúc chúng tôi nghe được tin này đều hiểu, nhất định là do ông Ba Kiều đã giở trò sau lưng rồi. Mối thù giết con sao có thể dễ dàng buông tha được. Hơn nữa, những người làm bất động sản như bọn họ, có ai được sạch sẽ dưới mông đâu. Có khi để đưa được Ngô Hoài Nhân vào tù, thì ông ấy cũng tự làm tổn hại đến mình rất nhiều rồi. Được như thế thì người ngoài nhìn vào mới thấy ông ấy là một người anh trọng tình trọng nghĩa. Thời đại này, thứ khó giữ vững nhất chính là chân tình. Còn thứ hư tình giả ý thì chỉ cần vừa học là biết ngay. Ông Ba Kiều có được tài sản như bây giờ, tất nhiên là không thể cho không người khác được. Chắc chắn ông ấy phải có những cách để phòng tránh kẻ gian nhằm vào mình. Sau đó, ông Ba Kiều còn từng phái người đưa một ít đặc sản Sơn Tây tới tặng cho chú Lê, coi như là vị khách hàng lớn này ủng hộ chú ấy. Từ khi nhận công việc của ông Ba Kiều về sau, chúng tôi coi như được mở hàng may mắn cho đầu năm. Những công việc sau đó đến tới tấp, hơn nữa đều là những việc nhẹ nhàng không có nguy hiểm. Tôi nhìn số tài khoản dần dần tăng lên mà tâm tình phơi phới. Trưa hôm nay, tôi và Đinh Nhất đưa Kim Bảo tới bác sĩ thú y. Thằng nhóc này bắt đầu đến mùa động dục, nên hở một chút là lại muốn lén chạy ra ngoài. Tôi và Đinh Nhất cứ phải canh chừng nó như vậy thì không được, quá mất thời gian. Thế là chúng tôi bàn bạc với nhau, hôm nay đưa nó tới đây để triệt sản. Kim Bảo ngốc, lúc đi còn vui vẻ lắm, nghĩ là chúng tôi dẫn nó đi làm đẹp thì phải. Cho đến khi tay bác sĩ thú y cầm một cái ống tiêm thật dài, chuẩn bị tiêm thuốc mê thì nó mới cảm giác có vấn đề. Nhưng đã muộn rồi. Tiêm thuốc mê xong, chỉ khoảng nửa phút sau là mí mắt của Kim Bảo từ từ khép xuống. Không đầy một phút, cả cơ thể nó nghiêng sang một bên, ngã thẳng trên đất. Thấy cảnh này, lòng tôi hơi lo lắng. Nghĩ đến chuyện vừa rồi ký vào tờ đăng ký không chịu trách nhiệm, tôi bắt đầu cảm thấy hơi hối hận. Nhưng vẫn còn may, chuyện sau đó chứng minh lo lắng của tôi là thừa. Kim Bảo được giải phẫu rất thành công. Bác sĩ thú y còn giơ chú chim nhỏ đã được cắt bỏ của Kim Bảo lên cho tôi xem nữa cơ. Chương 562. Hiệu quả của thuốc mê chưa hết, nên chúng tôi đành phải ôm Kim Bảo trên quãng đường trở về. Oắt con này ngủ một mạch đến tận tối mịt mới tỉnh dậy hẳn. Trước lúc đó, nó cũng tỉnh hai lần. Quay ra nhìn chúng tôi đầy ai oán, rồi lại gục đầu ngủ tiếp. Buổi tối, vì muốn bồi bổ cho Kim Bảo mất máu quá nhiều, mà tôi cố ý làm cho nó hai quả trứng gà. Không ngờ nó chẳng biết ơn, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Chắc oắt con này bị chúng tôi lừa đi làm giải phẫu nên không vui rồi. Mấy ngày sau đó càng thê thảm, nó luôn ỉu xìu cúi đầu. Mặc dù vết thương đã được rút chỉ, nhưng tôi luôn có cảm giác nó không còn hăng hái như trước nữa. Thế là hai ngày nay, tôi và Đinh Nhất vì muốn cho Kim Bảo khôi phục lại cảm xúc như lúc ban đầu mà đưa nó đi dạo khắp nơi, còn dẫn nó tới những chỗ mà bình thường chưa từng đi qua. Một chiều nọ, chúng tôi đưa Kim Bảo đến khu Bích Quế cách nhà không xa, vì ở đó có một khu vui chơi chuyên dành riêng cho thú cưng. Nhưng khi đến nơi xem thì thấy,
Ở đây hầu như chỉ để dành cho mèo chơi mà thôi. Thế là chúng tôi mất hứng đi ra ngoài. Đúng lúc này, Kim Bảo mới vừa rồi còn ủ rũ, đột nhiên giống như phát hiện ra cái gì đó. Nó giật thoát được sợi dây trong tay tôi, rồi chạy thục mạng về phía đông của khu chung cư. Nhìn tốc độ của Kim Bảo mà tôi sợ hết cả hồn. Vừa nãy tôi hơi khát nên Đinh Nhất đã đi đến trước cửa khu chung cư mua nước cho tôi rồi. Với tốc độ của tôi thì có dùng hết sức để chạy đuổi theo cũng khó mà bắt kịp được. Hầu hết số chó đi lạc mất đều trong trường hợp như thế này. Vì thế mà tôi nôn nóng vừa chạy theo phía sau vừa gọi. Kim Bảo, mau về đi! Kim Bảo! Nhưng con chó nhỏ này như bị uống nhầm thuốc. Nó không quay đầu lại mà càng chạy thật nhanh về phía trước. Còn tôi ở phía sau đuổi theo nó suýt hụt hơi. Tôi phát hiện khoảng cách giữa mình và Kim Bảo càng lúc càng xa. Tôi không thể làm gì hơn là đành phải gọi điện thoại cho Đinh Nhất. Vừa nói vừa thở không ra hơi. Anh nhanh, nhanh chạy về cửa phía đông khu chung cư. Kim Bảo đang chạy về bên đó. Tắt điện thoại, tôi ngẩng đầu nhìn lên thì nào còn bóng dáng của Kim Bảo nữa. Lúc ấy lòng tôi thật sự nóng như lửa đốt. Vừa nghĩ tới chuyện trên mạng ngày nào cũng nói những chú chó lạc hầu như đều bị người ta cho lên đĩa là lòng tôi lại đau. Mặc dù lúc đầu tôi cũng không thích nuôi chó lắm, nhưng nếu đã nuôi rồi thì tôi không muốn dùng cách này để kết thúc. Khi tôi càng tìm, trong lòng càng phát run, thì đột nhiên nhìn thấy ở phía trước có một người phụ nữ đang ngồi xổm xuống đất. Bên chân cô ta chẳng phải Kim Bảo thì là gì? Mọi người có biết loại cảm giác khi con mình chạy đi mất, khiến mình phải vội vàng đi tìm rồi đánh nó vài cái không? Giờ tâm trạng của tôi đúng là như thế. Tôi đi đến trước mặt Kim Bảo rồi nhìn quanh, không tìm thấy công cụ nào có thể ra tay được, nên tôi đành phải đá một cái vào mông bự của nó. Bảo mày dừng lại sao cứ không nghe? Có biết nếu mày chạy đi mất thì sẽ không tìm được đường về nhà nữa không hả? Tôi tức giận. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự phát cáu với Kim Bảo. Tôi thấy nó lập tức cụp đuôi, chân sau hơi run rẩy. Nhìn thấy nó thế là tôi lại mềm lòng, chẳng mắng được câu nào nữa cả. Vì bên cạnh có một cô gái xa lạ, nên tôi chỉ phải đành đè nén cơn giận trong lòng lại. Sau đó muốn ngẩng đầu lên xem là cô gái xinh đẹp cỡ nào mà có thể để con chó nhỏ đã triệt sản nhà tôi điên cuồng đến vậy. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, tôi lập tức choáng ngay tại chỗ. Bà tôi ơi, thế nào mà lại là Hàn Cận? Chẳng trách Kim Bảo lại phát cuồng lên mà chạy như vậy. Tôi đã trách oan oắt con này rồi, chó nhận chủ cũ cũng không có gì là không đúng. Cậu biết tôi à? Có lẽ Hàn Cận bị con chó dọa cho sợ, giờ lại đến phiên tôi. Tôi hơi hoảng hốt, sau đó vội vàng lắc đầu. Không biết. Xin lỗi cô, có phải con chó nhà tôi đã làm cô sợ rồi không? Hàn Cận lễ phép cười rồi nói. Không sao, nó rất đáng yêu. Chỉ có điều là hành động chạy vọt tới cả 100 mét vừa rồi hơi dọa người thôi. Điện thoại của tôi bỗng đổ chuông. Là Đinh Nhất gọi tới. Chắc anh ta đã chạy đến khu phía đông nhưng không phát hiện ra Kim Bảo. Tôi vội nhận điện thoại và nói với anh ta rằng không sao, tôi đã tìm được con chó rồi. Hàn Cẩn nhẹ gật đầu với tôi rồi định đi, nhưng Kim Bảo ở bên chân tôi lại muốn đi theo cô ta. Lần này tôi nhanh tay nhanh mắt tóm lấy dây buộc cổ của nó, không cho nó cơ hội đuổi theo Hàn Cẩn nữa. Hai chúng tôi, một người một chó, cứ thế nhìn theo bóng lưng Hàn Cẩn dần dần biến mất trong tầm mắt mình. Mãi cho đến khi Đinh Nhất thở hổn hển chạy đến chỗ chúng tôi. Oắt con Kim Bảo thấy Đinh Nhất tới thì vội vội vàng vàng chui vào giữa hai chân tôi để trốn. Tôi vội giải thích với Đinh Nhất. Đừng mắng nó, vừa rồi là vì nó nhìn thấy Hàn Cận đấy. Đinh Nhất nhíu mày. Cô ta tới đây làm gì? Tôi lắc đầu.
Có quỷ mới biết cô ta tới đây làm gì, nhưng chắc là không có chuyện gì tốt cả. Đinh Nhất lấy sợi dây xích chó trong tay tôi. Anh ta dùng vẻ mặt vô tội, nói: Tôi hung dữ như vậy cơ à? Tôi còn chưa từng mắng Kim Bảo lần nào mà. Tôi thở dài. Anh thuộc tuýp người không giận tự uy đấy. Trên đường trở về, Kim Bảo lại quay về trạng thái tiêu cực như trước, chẳng hề có dáng vẻ hừng hực khí thế đuổi theo người ta như vừa rồi. Tôi nhìn xung quanh khu vực này, tốt nhất sau này tôi không nên mang Kim Bảo tới đây nữa. Cho dù không thể gặp được Hàn Cận nữa, nhưng nó cũng sẽ chạy khắp nơi để đi tìm cô ta cho xem. Từ khi gặp được Hàn Cận, tôi luôn có cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Quả nhiên, đến tối ngày thứ ba, khi tôi dắt chó xuống lầu đi dạo thì nghe mẹ Đậu Đậu nói, ở bên khu Bích Quế gần chỗ tôi xảy ra chuyện. Tôi nghe mà không nén nổi tò mò hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Mẹ Đậu Đậu làm vẻ mặt thần bí nói, nghe nói có nhà bị giết trong biệt thự khu đó, chết cả nhà luôn. Không phải chứ, bây giờ tình hình trị an tốt như vậy mà còn có thể xảy ra án mạng chết cả nhà được à? Tôi tỏ vẻ không tin. Mẹ Đậu Đậu nhún vai. Chị có biết đâu, chị cũng chỉ nghe người ta nói thôi. Nhưng tin đồn lan truyền rất kỳ lạ. Nghe nói là tất cả 5 người nhà đấy đều bị chết vì một nhát chém. Tôi nghe mà buồn cười. Nghe thế thì biết là giả rồi. Cứ làm như giết thịt gà mà một nhát chém chết một người. Cậu không tin đúng không? Cậu nghe tôi nói nhé. Nghe nói nhà kia họ Bàng, chủ nhà làm việc trong một công ty nước ngoài nào đó, còn là quản lý nữa. Những người còn lại là một mẹ già, cô vợ cùng 2 đứa con. Chỉ trong vòng một đêm bị giết sạch hết, đúng là một thảm án. Mẹ Đậu Đậu nói khá khoa trương. Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi. Một lúc chết nhiều người như vậy, còn ở trong biệt thự nhà mình thì chẳng phải sẽ bị người ta phát hiện ra ngay à? Chương 563. Không ngờ mẹ Đậu Đậu nghe tôi vừa nói vậy, lắc đầu liên tục. Đương nhiên không phải, nghe nói ngày hôm sau mới có người phát hiện, sau đó lập tức báo cảnh sát. Ai phát hiện? Hình như là nhân viên chuyển phát nhanh. Tôi thầm nghĩ người chuyển phát nhanh này cũng xui xẻo cực. Khi không nhìn thấy nhiều người chết như vậy, chắc cả đời anh ta đều không quên được đâu. Nhưng trong lòng tôi còn một nghi ngờ khác. Đó là chuyện này có thể có quan hệ với Hàn Cẩn hay không đây? Về đến nhà, tôi kể lại chuyện này cho Đinh Nhất. Anh ta nghe xong thì trầm tư trong chốc lát rồi nói, Hàn Cẩn chắc sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ đó. Nhưng còn chuyện cô ta có quan hệ gì đến thảm án giết cả nhà kia hay không thì khó nói. Cũng phải, không thể là cô ta đi đến đâu thì chỗ đó có người chết được. Cô ta cũng chẳng phải thám tử lừng danh Conan. Nhưng tôi suy đi nghĩ lại, chuyện này cũng không phải không có khả năng. Năm đó khi cô ta giết Mã Bình Xuyên cũng chẳng hề do dự. Bây giờ nếu thật sự mất trí nhớ, vậy không khác gì cô ta của năm xưa. Có lẽ một ngày nào đó, khi tập đoàn Thái Long muốn giết tôi, cô ta cũng sẽ không chút do dự mà ra tay. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi rùng mình. Tôi thật sự hy vọng mình sẽ vĩnh viễn không gặp phải một Hàn Cận như vậy. Trời vừa sáng, tôi đã nhận được điện thoại của Bạch Kiện. Đúng là sợ cái gì thì tới cái đó. Bạch Kiện nói qua điện thoại, bây giờ bọn họ nghi ngờ thảm án giết cả nhà này có liên quan đến 2 vụ án trước đó. Bởi vì người nam chết trong vụ đó là Bàng Thiên Dân, lúc còn sống là giám đốc tài chính của quỹ từ thiện nước ngoài kia ở Trung Quốc. Cho tới nay, tổ chuyên án của Bạch Kiện vẫn bí mật điều tra quỹ từ thiện nước ngoài này. Tuy họ chưa có chứng cứ xác thực, nhưng tổ chức này giúp tập đoàn lừa đảo kia rửa tiền là chuyện mười mươi. Ai ngờ lúc nhóm Bạch Kiện vừa mới che ra được tay Bàng Thiên Dân này, thì cả nhà hắn đột nhiên lại đều bị diệt khẩu. Manh mối gì cũng không để lại.
tôi hy vọng cậu có thể xem giúp tôi mấy cái xác kia, từ đó tìm ra một số manh mối có lợi đối với chúng tôi. Bạch Kiện nói trong điện thoại. Tôi nghe thế thì lòng thầm kêu khổ. Bây giờ tôi chẳng muốn dính líu gì tới những việc này, nhưng lại không tiện từ chối Bạch Kiện. Đành phải đồng ý với anh ta là đi xem thử rồi hẵng nói. Thật ra tôi vẫn có một sự sợ hãi khó nói với tập đoàn Thái Long, vẫn luôn không muốn đối đầu trực diện với bọn họ. Nhưng hết chuyện này tới chuyện khác, cứ luôn chồng chéo chúng tôi vào cái tổ chức tội phạm này. Thật ra tôi hiểu rõ, hiểu biết của chúng tôi đối với tập đoàn Thái Long hẳn là không thua gì hiểu biết của bọn họ đối với chúng tôi. Vài lần gặp phải mà không xảy ra xung đột chính diện gì. Thứ nhất là chúng tôi chưa chạm đến lợi ích cần thiết của họ. Thứ hai, chắc là cũng do trong đó có quan hệ của Hàn Cận. Nhưng mà nếu còn tiếp tục sâu hơn, nói không chừng ngày nào đó, tên tôi cũng có trong sổ đen của tập đoàn Thái Long thôi. Sáng hôm sau, tôi và Đinh Nhất đến cục công an. Vừa mới đến cửa, ông anh bảo vệ cửa cười nói với chúng tôi. Tới tìm trưởng phòng Bạch à? Tôi mỉm cười gật đầu, sau đó vội đi vào. Xem ra chúng tôi đã trở thành khách quen ở đây rồi. Vừa đi vào văn phòng của Bạch Kiện, đã nhìn thấy anh ta đang cầm một ly cà phê đưa lưng về phía cửa, nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt u buồn. Nghe tiếng động, anh ta lập tức quay lại nhìn chúng tôi. Ngay tức khắc, bầu không khí vừa rồi đều biến mất không thấy nữa. Lập tức, từ một ông chú u buồn biến thành gã đàn ông thô kệch. Bạch Kiện vừa thấy là hai chúng tôi, thì vội đặt ly cà phê xuống. Chà, tới sớm nhỉ? Tôi còn tưởng các cậu đến giữa trưa mới có thể đến đây đấy. Tôi cười nói. Cục trưởng Bạch có việc sai làm, sao chúng tôi có thể không sớm sửa lại đây chứ? Xuy xuy, đừng có gọi cục trưởng Bạch, nói cậu bao nhiêu lần rồi. Nếu để cho cục trưởng nghe thấy thật, gây khó dễ cho anh, thì cậu phải giúp anh đánh ông ta đấy. Tôi xua tay liên tục. Tôi cũng chả dám. Đến khi nào anh làm đến giám đốc sở công an, tôi có thể thử xem. Ê, không đúng nha. Không phải anh đã sớm được điều đến sở công an tỉnh rồi ư? Sao vẫn còn ở dưới này thế? Bạch Kiện thở dài, nói. Hết cách rồi. Ai bảo hiệu suất phá án của anh cao làm chi, nên để anh dẫn dắt tổ chuyên án luôn. Tôi vừa thấy cái bộ dạng vênh váo của anh ta là muốn cười, vì thế gật gù bảo. Nếu cục trưởng Bạch mạnh như thế, vậy xem ra không cần hỗ trợ rồi, tụi tôi đi đây. Nói xong tôi làm bộ phải đi. Bạch Kiện thấy thế vội vàng giữ tôi lại. Thằng mất nết này, nếu bây giờ cậu mà đi, buổi tối hôm nay anh sẽ đến nhà cậu ở đó. Tôi cười hì hì, sau đó chậm rãi lùi lại nói. Trước tiên cho tôi xem thử hồ sơ đã. Bạch Kiện nhanh chóng lấy một tập hồ sơ được buộc chỉ, từ dưới ngăn kéo ra đưa cho tôi và nói. Đi nào, ngồi bên kia từ từ xem, anh đi pha trà cho các cậu. Hôm qua anh mới nhận được một hộp trà Kim Tuấn Mi tốt nhất từ chỗ cục trưởng. Nghe nói nửa ký là 1.800.000 cơ. Tôi vừa mở hồ sơ ra vừa nói. Vậy anh phải uống vừa vừa thôi. Lỡ như uống có một ngụm trà, người ta lại nói anh tham ô nhận hối lộ là hỏng đấy. Như hồ sơ viết, bề ngoài vụ án này cũng không phức tạp. Người báo án là nhân viên chuyển phát nhanh. Một ngày trước đó, anh ta có liên hệ với bà chủ Lưu Quyên của nhà này. Vì lúc ấy, trong nhà Lưu Quyên không có ai, nên hẹn sáng ngày hôm sau đưa thẳng gói hàng tới là được. Do giờ đó trong nhà mới có người. Kết quả là sáng hôm sau, khi nhân viên chuyển phát nhanh đến trước cửa nhà, thì phát hiện cửa chính nửa mở. Hơn nữa, gõ cửa thế nào cũng không có ai trả lời. Nhân viên chuyển phát nhanh này cũng không vào trong mà gọi điện thoại cho Lưu Quyên trước. Nhân viên chuyển phát nhanh nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng nhưng vẫn không có ai bắt máy. Xuất phát từ sự tận tâm với khách hàng, nhân viên chuyển phát nhanh vẫn đẩy cửa đi vào. Kết quả cậu ta chưa đi được mấy bước thì trượt chân, thiếu chút nữa là ngã. Chờ cậu ta nhìn thấy rõ thứ trên đất thì lập tức bị dọa đến mức quay đầu bỏ chạy,
Hóa ra lúc ấy, chân cậu ta dẫm lên một vũng máu đông nửa sền sệt. Không trơn mới là lạ kia. Cậu ta chạy một mạch ra ngoài, sau đó gọi 110 báo cảnh sát. Cảnh sát nhận tin nghe cậu ta nói, thấy một vũng máu to trong nhà một khách hàng, lập tức cử người chạy đến. Nhưng lúc đầu họ cũng không nghĩ đến hướng có vụ án nghiêm trọng gì cả, bởi vì mỗi ngày họ nhận được quá nhiều kiểu báo án làm lố như thế này rồi. Thế nhưng khi bọn họ đẩy cửa đi vào, thì lại bị sốc vì vết máu dưới đất. Một cảnh sát già trong đó vẫn khá có kinh nghiệm. Ông ta liếc nhìn theo vết máu bị kéo lê trên mặt đất là nhận ra. Đây 100% là hiện trường của vụ án rất nghiêm trọng. Tuy trước mắt ở cửa không phát hiện có thi thể, nhưng từ vết máu kéo lê dưới đất mà thấy, chắc hẳn thi thể đều tập trung ở tầng hầm của biệt thự. Vì thế, ông ta quyết đoán bảo cậu cảnh sát đi theo mình ra ngoài gọi điện thoại về cục gọi thêm người, để pháp y và đồng nghiệp khám nghiệm hiện trường lập tức đến đây. Chắc chắn ở đây đã có án mạng lớn. Chương 564. Cảnh sát già phân chia việc xong, ông ta cẩn thận để không phá hỏng dấu vết ở hiện trường. Đi men theo vết máu kéo lê trên mặt đất xuống tầng hầm. Từ bố cục ở bên dưới không khó nhìn ra, đây là một phòng chiếu phim loại nhỏ của chủ nhân nhà này. Trên tường treo màn chiếu màu trắng rất lớn, còn có một chiếc ghế sofa to màu đỏ hình vòng cung. Trên ghế sofa hình vòng cung đó, lúc này đang có vài người nằm ngổn ngang. Vết máu trên người họ đã cực kỳ giống với màu chiếc sofa bên dưới rồi. Ông cảnh sát già chạy tới kiểm tra, muốn xem thử có còn người sống hay không. Nhưng thật đáng tiếc, đều đã là những thi thể lạnh băng. Vì nhóm Bạch Kiện vẫn luôn giám sát chủ nhân của biệt thự là Bàng Thiên Dân nên chạy đến đầu tiên. Căn cứ theo khám nghiệm của nhân viên điều tra hiện trường, mấy người này đều bị giết ở hiện trường thứ nhất là lầu 1 và lầu 2. Hung thủ dùng một dao đoạt mạng, kỹ thuật rất thành thạo, không có một tí lề mề nào, trực tiếp chạy lên lấy mạng người. Không có ý muốn chút giận, cho nên không giống như báo thù. Từ kỹ thuật có thể thấy, chắc hẳn xác suất là diệt khẩu cao hơn. Nhưng xem xét một vài tình huống ở hiện trường, lại càng giống cướp của hơn. Trong ngoài biệt thự bị lật tung lên, đa số đồ đáng giá đều bị lấy đi. Thiết bị giám sát trong nhà đều bị phá hủy tất, không ghi lại được gì. Nhưng căn cứ vào nhiệt độ gen mà pháp y đo được, thêm thời gian thiết bị giám sát bị phá hỏng, nhân viên phá án phân tích thời gian xảy ra vụ án vào khoảng sau 22 giờ đêm. Hơn nữa, cửa phòng không có dấu vết bị cậy, hẳn là người bị hại tự mở cửa. Nếu là cướp của, như vậy đáng lẽ người bị hại đầu tiên phải bị giết ở cửa. Nhưng căn cứ vào phân tích vết máu dưới đất, người bị hại đầu tiên chết trên đường đi từ phòng khách vào phòng bếp, bị người kia cắt cổ từ phía sau. Điểm này có thể được chứng minh bằng vết máu phun tung tóe trên bàn ăn. Cứ như vậy đã nói lên người bị hại và hung thủ có quen biết nhau. Ít nhất là người quen mà ông ta không phòng bị. Sau khi hung thủ giết chết người bị hại đầu tiên, cũng chính là Bàng Thiên Dân, có lẽ vì nghe thấy tiếng động trong phòng khách, ngay sau đó người bị hại thứ hai xuất hiện. Theo nhân viên phá án phân tích, lúc ấy đã hơn 22 giờ. Hai đứa trẻ và vợ của Bàng Thiên Dân là Lưu Quyên chắc đã ở phòng ngủ trên lầu, cho nên người bị hại thứ hai hẳn là mẹ của Bàng Thiên Dân. Bởi vì phòng của bà ở lầu 1, nên khi nghe thấy tiếng động lạ ở phòng khách, bà muốn ra xem thử. Kết quả vừa nhìn thấy Bàng Thiên Dân bị cắt cổ thì lập tức thét lên. Nhưng hung thủ không cho bà cơ hội kêu thành tiếng lần thứ hai. Lần này hắn cắt động mạch cổ và cổ họng của bà cụ từ phía chính diện. Theo sự phỏng đoán của nhân viên phá án, lúc ấy có lẽ hung thủ không cần phải giết chết những người khác.
nhưng vì hắn muốn tìm kiếm một thứ ở trong phòng, cho nên cuối cùng đành phải diệt khẩu hết từng người còn lại. Ba người còn lại lần lượt là Lưu Quyên, vợ của Bàng Thiên Dân, con trai và con gái của họ. Căn cứ vào phân tích vết máu ở hiện trường, Lưu Quyên chết ở hành lang lầu 2. Lúc đó, chắc cô ấy từ trong phòng trẻ đi ra, muốn xuống xem tình hình ở lầu 1. Cũng chính lúc này, hung thủ đi lên cầu thang. Lưu Quyên đã làm mẹ, phản ứng đầu tiên của cô ta là chạy về phòng của con. Nhưng hung thủ đuổi theo rất nhanh, một dao kết liễu. Sau đó, hung thủ đi vào phòng ngủ chính, lục lọi lung tung một lúc, lấy đi một ít đồ quý giá. Cũng chính ngay lúc này, hắn phát hiện hai đứa bé vẫn luôn nhìn lén hắn ở phía sau cửa. Lúc này, hung thủ không chút do dự đẩy cửa đi vào phòng trẻ, giết chết hai đứa bé. Sau đó, hung thủ đem mấy thi thể này kéo hết xuống hầm. Nhóm Bạch Kiện phân tích hung thủ làm như vậy rất có khả năng là vì đánh lừa điều tra, gây phiền phức cho cảnh sát phá án. Để bọn họ cho rằng đây là vụ án đột nhập vào nhà cướp của giết người. Mà mục đích thật sự của hung thủ chắc chắn không phải vì cướp tiền. Tuy rằng hắn tìm kiếm cũng mang tính mục đích, lấy đi một số đồ có vẻ như quý giá. Nhưng từ thủ pháp gây án của hung thủ mà thấy, tuyệt đối không phải vụ án đột nhập vào nhà cướp của giết người đơn giản như bình thường thế này. Căn cứ theo hồ sơ, kỳ lạ nhất là toàn bộ hiện trường vụ án không hề lưu lại một chút dấu vết nào của hung thủ. Dấu chân, vân tay, toàn bộ đều không có. Xem xét từ những vết máu của người bị hại bắn ra, khi bị hắn giết chết chính diện, chắc hẳn có một phần máu bắn thẳng lên người hung thủ. Lượng máu chảy ra từ động mạch cổ của con người rất lớn. Tuy lúc ấy là buổi tối, nhưng nếu không muốn bị ai phát hiện, hung thủ cũng chỉ có thể mặc một bộ đồ tối màu. Như vậy, dưới ánh sáng tối tăm mới không bị người qua đường phát hiện. Khép lại hồ sơ, toàn bộ đầu óc của tôi đều là quá trình hung thủ giết người. Tuy tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng trong lòng lại bắt đầu không nhịn được tự tưởng tượng. Bạch Kiện thấy tôi nhắm mắt lại trầm tư, khẽ khàng hỏi tôi. Bây giờ chúng tôi chẳng có chút manh mối nào về hung thủ cả, cho nên đành phải mời cao thủ như cậu đến đây xem thử thi thể của người bị hại. Tôi đột nhiên mở to mắt, lật hồ sơ lại trang đầu tiên, nhìn vào thời gian xảy ra vụ án. Lập tức lòng trầm xuống. Không phải đúng vào buổi tối một ngày trước hôm vừa vặn gặp được Hàn Cẩn ư? Tôi thầm lo lắng, đúng là sợ cái gì thì tới cái đó mà. Vì thế tức giận hỏi Bạch Kiện. Không phải lúc ấy các anh đã giám sát Bàng Thiên Dân rồi ư, sao còn để bị người ta diệt khẩu chứ? Bị tôi hỏi như vậy, mặt già của Bạch Kiện đỏ lên đáp. Đừng nói nữa, lúc ấy hai cậu cảnh sát trẻ được phái đi canh chừng vốn dĩ đang rất ổn. Kết quả đột nhiên nghe thấy một bảo vệ đi ngang qua xe của họ nói. Tòa nhà đằng trước có một đám phụ nữ đang đánh ghen. Nghe nói đã chặn bồ nhí lại được rồi, đang định đánh đến chết kìa. Hai cấp dưới trẻ tuổi kia của tôi thiếu kinh nghiệm nên đi qua xem thử. Đoán chừng hung thủ nhân lúc này lẻn vào. Lúc ấy rèm cửa của biệt thự đều kéo lại rồi. Tính riêng tư rất cao. Nếu không phải bên trong phát ra tiếng động quá lớn, người bên ngoài căn bản là không thể nào biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Nghe anh ta kể xong, tôi chế nhạo. Đừng tìm cớ cho người nhà, sai lầm chính là sai lầm. Vậy người của anh vẫn canh chừng cả đêm ở đó à? Bạch Kiện gật đầu nói. Cũng không phải. Căn cứ vào ghi chép theo dõi của bọn họ, biệt thự tắt đèn lúc 23 giờ 15 phút. Có điều bây giờ xem ra đó chắc là do chính hung thủ tắt hết đèn đi. Ừ, chắc vậy. Hơn nữa rất có khả năng hung thủ rời khỏi biệt thự từ cửa sau vào thời gian đó. Có xem camera giám sát gần đó chưa? Có phát hiện ai khả nghi không? Tôi hỏi. Lúc này vẻ mặt của Bạch Kiện rất bất đắc dĩ. Kỳ quặc là ở đó, tên hung thủ này giống như biết được cách né tránh tất cả sự giám sát,
gần biệt thự của Bàng Thiên Dân tổng cộng có 4 cái camera, nhưng không có một cái quay được người nào khả nghi.